Dạ em xin chào hai chị, em chào chị Lan và em chào chị Thu Nha. Dạ, xin mời bạn chào ngồi. Bảo Ngọc. Rồi bây giờ mời Bảo Ngọc giới thiệu về bản thân của mình cho quý vị khán giả biết. Dạ, lời nói đầu tiên xin cho em kính chào quý vị khán giả của đang xem chương trình Chat với mẹ bỉm sữa của đài truyền hình HTV7. Em tên là Huỳnh Thị Bảo Ngọc, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại tiểu bang Michigan của Mỹ. Hả? Dạ. Thế thì cơ duyên nào mà ngày hôm nay mình có mặt ở đây vậy? Dạ, thì trong cái chuyến đi về thăm gia đình lần này đó chị, thì rất là may mắn là em được chương trình mời tới đây và tham gia chương trình để có thể chia sẻ những cái tâm tư tình cảm về quá trình làm mẹ của em. Dù cho bạn là ai thì cái hành trình làm mẹ của bạn đó nó cũng đều có những cái điểm mốc. Cái điểm mốc đầu tiên Đỗ Lan nhớ là điểm mốc gì nè? Mình mang thai như thế nào? Đúng rồi. Cảm giác của mình khi mà mình mang thai như thế nào? Dạ, cái cảm giác mà khi mà em biết có thai là thật sự là rất là lo lắng chị. Tại vì tụi em cũng có một kế hoạch rất là rõ ràng. Sau khi đám cưới thì tụi em phải chờ khoảng 3 năm sau thì tụi em mới bắt đầu có dự định có em bé, để cho kinh tế ổn định, tất cả mọi thứ công việc được ổn định thì tụi em mới bắt đầu dám có em bé. Mình lo kinh tế hay là trong 3 năm đó mình còn lo cả cái chuyện là mình phải thực sự chuẩn bị cho cái tâm thế làm cha mẹ? Dạ cả hai chị. Nhưng mà nó có đúng 3 năm như là mình đã dự toán không? Dạ không chị. Thật sự là trong cái quá trình mà trước khi mang thai thì tụi em có giống như mình dùng những cái biện pháp ngăn ngừa, tại vì mình chưa có chuẩn bị sẵn mà. Nên là sau khi mà tụi em đã chuẩn bị mà muốn được có em bé thì mới đầu thì em nghĩ là rất là dễ dàng để có thể có em bé, nhưng mà thật sự khi mà mình bắt tay vô làm thì nó không có dễ dàng như đó mình nghĩ. Đó là em nghĩ thôi. Dạ, mất em khoảng 9 tháng để em có thể có em bé. Vậy là chắc cũng căng thẳng lắm. Dạ, đầu mình căng thẳng là... đó là thời gian là em bắt đầu căng thẳng, em sợ rồi đó. Sợ hả? Trong cái thời gian đó thì em cảm thấy rất là mệt mỏi, tự nhiên không biết sau thời gian gần đây cái là buồn ngủ rất là nhiều, nhưng mà em cũng không biết là như thế nào. Thì lúc mà em đi làm á, em có tâm sự với lại một cái người khách mà em đang làm á, thì cái cô khách đó nói là hình như là tôi nghĩ là bạn có thai rồi đó, về mua que thử thai thử thôi. Thì trên đường đi làm về thì em ghé cái tiệm để mua que thử thai để em thử, thì về thử là được hai vạch. Đó thì hai vợ chồng ôm nhau rất là mừng luôn. Dạ. À, cho Lan hỏi điều tế nhị là ông xã của bạn là người Việt Nam hay là người Mỹ? Dạ, ông xã của em là người Mỹ. Bạn có thể kể cụ thể hơn về cái giây phản ứng đó? Đúng rồi, cái phản ứng của ông xã như thế nào? Cái lúc mà em đưa cho ông xã em cái que thử thai á, thì ảnh giống như vỡ òa trong hạnh phúc và ảnh đã khóc. Anh khóc rất là đúng cái đoạn mà mới khóc rồi đó. Thôi, bình tĩnh. Y như phim, trong phim sao là vậy đó. Dạ. Rồi cái hai vợ chồng cũng ôm nhau khóc, xong rồi tâm sự, rồi nói về là bây giờ mình phải cố gắng thật nhiều để lo cho đứa con tương lai của mình. Cả đêm là hai vợ chồng cứ thao thức hoài, không có ngủ được. Rồi gọi điện thoại về cho Việt Nam thông báo cho ba mẹ và tất cả những người thân trong gia đình để biết. Tới cái quá trình mà mình mang thai, đúng rồi, mình mang thai nó như thế nào, mình có thay đổi nhiều về cơ địa nè, về ngoại hình của mình nè, rồi tâm sinh lý sức của mình khỏe nó thay đổi lợi như thế nào? Thật sự thì trong quá trình mang thai thật em cảm thấy rất là may mắn, vì trong quá trình mang thai thật sự là sức khỏe em rất là tốt. Em đi làm đúng 9 tháng 10 ngày luôn. Wow. Dạ, làm đúng luôn, full luôn. Em bé là em không có ngén, rồi em không có kén ăn những cái đồ ăn gì, em ăn thật sự rất là nhiều. Em thay đổi số ký là em tăng lên 20kg trong quá trình mang thai. Ý như tôi. Dạ. Cái gì bấm mít vô được hết. Nhưng mà cái chăm sóc thai kỳ về mặt y tế bên đấy thì mình vẫn phải tuân thủ theo cái quy trình gia đình, đúng không? Dạ, khi mà em đi khám thai thì bác sĩ dặn em là khi nào tới rồi phải làm cái gì, sao thì em tuân thủ theo đầy đủ những lời dặn của bác sĩ. Mặc dù là khi mà em mang thai ở bên đó không có ai chăm sóc, nhưng mà cũng trời Phật thương nên là em bé rất là dễ, không có quấy, không có làm mình cảm thấy mệt mỏi nhiều. Vậy thì chứng tỏ một điều là cái cuộc sống vợ chồng nó cũng rất là thoải mái, cũng không có gì gọi là nặng nề và áp lực cả. Chị muốn hỏi một tí là trong quá trình mang thai thì có một cái nỗi lo nào đó mà Ngọc có phải để tâm đến không? Dạ có, cái nỗi lo mà lớn nhất của em là sau khi sinh em bé sẽ như thế nào. Tại vì chồng em là con một, rồi ba mẹ của ảnh đã mất rồi. Nên là còn em á, thì ở Mỹ chỉ có một mình em thôi à. Nên là em không hề có một người thân nào bên cạnh em hết á. Nên là cái nỗi lo lớn nhất á, là không có ai phụ giúp em khi mà em bé vừa mới vào đời. Chat với mẹ bỉm sữa, tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961 076.
Bây giờ chúng ta khai thác đến vấn đề đi đẻ nè. Cái kỷ niệm nó như thế nào chắc là không bao giờ quên. Đi làm full 9 tháng 10 ngày đó, coi có vỡ ối nữa không? Có vỡ ối ở trong lúc làm dạ gì không? Không? Dạ không. Thật sự ra thì em bé trễ một tuần lễ chị. Ngày hôm đó là bác sĩ cho em nhập viện vào lúc 6 giờ sáng. Thì chỉ có hai vợ chồng thôi, nên là hai vợ chồng chở nhau đi vô bệnh viện một cách rất là bình tĩnh. Đi vô đó thì... Nghe tưởng đi siêu thị. Dạ. Đi vô đó thì cũng chưa có một bất cứ một cái dấu hiệu gì hết. Nên là bác sĩ mới cho em một cái thuốc gọi là để... dục sanh. Dạ, dạ, thuốc dục sanh. Cái thuốc đó là bác sĩ đặt mỗi 4 tiếng đồng hồ. Thì bác sĩ đặt khoảng... 3 lần, nhưng mà thật sự là cái tử cung em vẫn chưa có nở ra, nhưng mà nước ối đã vỡ rồi. Đã bị vỡ ối. Dạ, thì em là đau rất là nhiều luôn, cũng nằm chờ hoài luôn, bác sĩ cứ ra vô thăm hoài luôn mà cũng vẫn chưa có nở được phân nào hết á. Thì bắt đầu tim của em bé bắt đầu đập chậm hơn. Thì mới bắt đầu là bác sĩ nói là bây giờ là phải phẫu thuật ngay lập tức. Thì tất cả các bác sĩ tập hợp lại và đưa em qua phòng mổ. Thì khoảng chừng 5 phút đồng hồ sau thì em bé đã được sinh ra. Dạ. Cho nên là can thiệp kịp thời. Đúng rồi. Thực ra cuối cùng là tất cả chúng ta đều mong muốn cái việc chào đời của con là phải ở cái kết quả tốt nhất. Mà tốt nhất ở đây thường mình hiểu ra là sinh thường, để đảm bảo là con khỏe, mẹ khỏe, vân 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 vân. Nhưng mà cuối cùng rồi thì hãy tôn trọng ý kiến của chuyên khoa. Có nghĩa là bác sĩ là cái người được đào tạo ra để hỗ trợ chúng ta sinh tốt nhất. Thì chỉ có họ với cái quá trình mà quan sát thực tâm á, họ sẽ trả lời được cái cách nào là tốt nhất cho thai phụ mà thôi. Cho nên coi như là em hợp tác tốt và bác sĩ của em thì cũng đã rất là kịp thời. Ông xã có vô phòng mổ Dạ có, ông xã ngồi kế bên cạnh em trong lúc thực hiện cái ca mổ lấy em bé ra. Ảnh khóc nhiều lắm ha. Dạ, ảnh là một người, chồng em là một người rất là cảm xúc. Em cảm thấy em là người mạnh mẽ hơn chồng em rất là nhiều luôn. Khi mà em mổ thì ảnh nắm tay em, ảnh ngồi ngay bên giường mổ với em, nhìn em và cố gắng là động viên bên cạnh em rất rất là nhiều. Dạ. Em bé vỡ ối lâu như vậy á, thì khi mà mình sanh xong thì sức khỏe của mẹ và con như thế nào? Dạ, lúc đó là khi mà mổ xong là em bị sốt, rồi em bé cũng bị sốt luôn. Khi mà đẩy em ra phòng dưỡng sức rồi đó thì em bé là được tách ly với em để cho những cô y tá chăm sóc. Thì lúc đó là em rất là mệt mỏi rồi, thì bác sĩ cho thuốc giảm đau rồi cho thuốc hạ sốt. Rồi sáng hôm sau em mới được gặp con. Dạ. Cảm giác đó như thế nào? Dạ, cái cảm giác đó rất là tuyệt vời chị. Lần đầu tiên mà tự nhiên mình gặp được đứa con mình, cái em nhìn nó em nói ủa sao giống mình như vậy ta. cái đầu tiên mà khi em nhìn thấy con em là em kiểm tra tay chân của em con em trước. Cái đó là cái mà điều em lo lắng nhất trong cái quá trình mang thai. Mà trời Phật cũng thương là con em rất là lành mạnh và khỏe mạnh. Dạ. Rồi sau đó thì như thế nào? Sức khỏe của con, của mẹ? Em phải nằm trong bệnh viện cỡ khoảng 5 ngày trước khi em được xuất viện. Còn con em thì phải nằm ở lại bệnh viện 2 ngày sau chờ theo dõi. Tức là em bé nằm 7 ngày? Dạ, em bé nằm 7 ngày. Nhưng mà lúc đó mình lo không? Dạ lo chứ chị, lúc mà em về thì em thật sự rất là buồn. Cái lúc mà em đẻ bé là tháng 11. Ở bên Mỹ thì thời tiết rất là lạnh luôn. Thì khi về thì hai vợ chồng cũng lủi thủi chở nhau về trong một cái thời tiết rất là lạnh giá và tuyết rất là nhiều luôn. Thì cảm giác rất là buồn về mà không có con. Tại vì em đẻ mổ đó nên là em đi đứng cũng rất là khó khăn. Nhưng mà em vẫn cố gắng là tới giờ mà cho bé uống sữa rồi đó, em cũng phải nói chồng em chở em vô bệnh viện 3 lần để em có thể tự tay mình cho con uống sữa. Rồi bây giờ mình kể tiếp tới cái quá trình mà mình nuôi con nè. Đúng rồi, bé con về nhà nè. Có sữa nhiều hay không? Dạ, lúc mà ở bệnh viện thì có một bác sĩ tới để chỉ cho em cái cách mà mình giống như gọi là gọi sữa về đó. Nhưng mà phải 3 ngày sau thì sữa mới có một chút ít thôi chị. Cái cơ địa của em là thật sự là không có sữa nhiều. Nên là em khi mà em nuôi con là em nuôi là 50% sữa em và 50% sữa ngoài. Nhưng mà cái cảm giác của em nó có bị... gọi là nó có bị nóng vội, nó có bị ức chế khi mà cái quá trình sữa của em nó về chậm không? Hay là em đón nhận cái việc đó, thì khi nào nó về thì mình nuôi con? Dạ đúng rồi đó, khi nào sữa về thì về thôi. Còn em rất là tin vào những cái loại sữa công thức. Nên là em nghĩ là nếu mà người ta đã chế biến ra cái loại đó rồi thì con mình cũng có thể sử dụng được thôi. Thực ra cái chuyện mà Ngọc tin hay không thì nó là niềm tin của mỗi người. Ở đây mình sẽ không bàn về cái ông sữa công thức. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao chị phải hỏi Ngọc cái câu đó? Bởi vì cái điều đó nó cực kỳ quan trọng. Thực ra bạn có nôn nóng thì sữa nó cũng không về, mà bạn có vui vẻ thì sữa nó cũng không về. Tức là cơ địa. Đúng, nó có nhiều thứ là bạn phải tuân thủ theo quy luật. Nhưng mà cái điều mà làm cho rất nhiều bà mẹ bỉm sữa cảm thấy bi kịch, bi quan, đau đớn, vật vã, suy sụp là vì cái cảm giác của mình về điều đó. Tức là họ hoảng sợ,
họ bất an và điều đó làm cho quá trình nuôi con hết vui. Yeah. À, cái quan trọng ở đây là thôi kệ nó đi, cái gì mình làm được thì mình làm, rồi mình làm xong thì thôi. Không, mình đợi kết quả. Tính ra em rất là thích cái tư tưởng của cô này như ha. Vậy rất đi. Là thích như vậy luôn á, thoải mái, tại vì đó là thuộc về cơ địa rồi. Đúng. Yeah. Mà sao em thấy tâm lý em thoải mái lắm mà sữa cũng không về nhiều. Đó. Tôi rất là chờ đợi cái điều đó quý vị biết không? Đó, bây giờ em căng thẳng, sữa nó cũng không về, mà em vui vẻ, sữa nó cũng không về. Thì bây giờ cái nào nó tốt hơn? Đằng nào sữa nó cũng không về thì vui đấy. Dạ đúng rồi chị. Rồi sau đó thì sao? Thì 50 sữa mẹ, 50 sữa công thức. Dạ đúng rồi. Và bé lớn lên như vậy. Dạ. Ừ. Nhưng mà thật sự ra chị, mình sanh em bé mà chỉ có hai vợ chồng. Ừ. Chỉ có hai vợ chồng lủi thủi chăm em bé không thì cực lắm đúng không? À, nhưng mà Ngọc có bị khủng hoảng văn hóa trong việc chăm con nhỏ không? Dạ có chị. Ừ. Tại vì cái đường lối của anh dạy con nó khác với lại cái đường lối của em. Khác. Là thí dụ như ảnh chơi với con rất là mạnh, còn em thì em lại thích chơi một cách nhẹ nhàng hơn. À, tại vì con mình là con gái mà, giống như là khi mà ảnh chơi với con, ảnh giống như xách tay con lên, hai tay hai chân lên rồi thảy con lên. Làm cái này kia, đúng rồi, ảnh thích y như khỉ vậy chị. Nhưng mà con em vui không? Dạ vui, rất là vui. Ảnh nói là ảnh cũng có đọc qua sách vở rồi thì ảnh cũng không có quá mạnh tay, nhưng mà khi mà mình nhìn thấy thì mình cảm thấy là mình lo sợ, tại vì mình là người mẹ, tâm lý của người mẹ là như vậy. Cho nên là hai vợ chồng rất là hay cãi nhau về cái vấn đề mà ảnh chơi với con quá mạnh tay. Nhưng mà bình thường á là ông xã là đi làm, còn bạn là ở nhà chăm con. Lúc mà vừa sanh con xong á là em vẫn còn đi làm, tại vì em đi làm neo. Em đi làm từ 9 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Là lúc đó còn trong tháng luôn hả em? Dạ không, sau 3 tháng khi mà em thấy con em đã bắt đầu cứng lên được chút rồi đó thì em có nhờ một người cô giúp babysit và ở nhà để chăm lo cho bé ở nhà. Thì chiều về, đi làm về thì em chơi với con, tranh thủ là mình dạy con được cái gì mình dạy. Rồi mình gắn kết tình cảm mẹ con lại với nhau trong cái khoảng thời gian mà em đi làm không có ở nhà đó. Thì em gọi điện thoại hỏi cô là hôm nay bé ăn được bao nhiêu, ăn được cái gì sao. Rồi những cái thức ăn của bé thì em là người đi chợ, em là người tự tay lựa những cái loại thịt cá. Nhưng mà đặc biệt là cái sự nuôi con của em là em nuôi theo cái cách của Việt Nam mình. Là em gọi điện thoại gì cho mẹ, nói mẹ ơi bây giờ là cháo, là con nên nấu cháo làm sao, nấu cháo gì, thì mẹ em là người hướng dẫn em. Em rất là thích cái cách nuôi dạy con của Việt Nam mình. Dạ, nên là em cố gắng hết sức để có thể lo cho con mình bằng cách đó. Nhưng mà rõ ràng là con em nó đón nhận cái tác động đó của mẹ cũng rất là hạnh phúc. Dạ. Nó hợp tác. Em cảm thấy rất là tội nghiệp cho bé, tại vì bé phải đưa hết cho người từ người này tới người kia giữ. Là 3 tháng đầu là em là người chăm bé. Rồi 3 tháng sau là người một cô đó nữa. Rồi 3 tháng sau là mẹ em đó, với lại ba em qua. Cuộc đời nở hoa từ đây. Cuộc đời nở hoa từ đó. Thì sau khi mà ông ngoại với bà ngoại qua đó thì ông ngoại bà ngoại bồng bé về Việt Nam luôn. Dạ, trong vòng vài tháng. Tại vì tụi em cũng có ý định để về Việt Nam chơi trong vòng vài tháng đó. Thì một tháng trước khi mà tụi em về thì ông ngoại bà ngoại về trước, bồng bé về trước. Nhớ còn lắm luôn. Dạ, cái cảm xúc lúc đó rất là buồn luôn. Nhưng mà em biết là con em đang được sự chăm sóc rất là đặc biệt từ mẹ và gia đình người thân ở Việt Nam. Đúng là mình sẽ không có ủng hộ cái việc là đứa trẻ nó bị thay đổi một cách liên tục. Nhưng vấn đề không phải nằm ở chỗ thay đổi. Cái vấn đề nằm ở chỗ ra là tất cả những cái sự thay đổi đó nó có hướng tới cái chuyện đó là đứa trẻ cảm thấy an toàn. Và đứa trẻ có cảm thấy hạnh phúc hay không. Chứ còn nếu như mà dù không thay đổi nhưng mà con vẫn đang tù túng với một cái tương tác cực kỳ tiêu cực thì cũng không tốt. Có nghĩa là ở đây quan trọng nhất trong câu chuyện của Ngọc nó nằm ở chỗ là với ai cũng được, nhưng với ai thì con đều yên tâm, thì nó mới ra được cái kết quả rất đẹp. Đó là cái kết quả mà ok, con tự tin, con chủ động và con đón nhận mọi sự thay đổi một cách hết sức là dễ chịu. Bây giờ mình sẽ tiếp tới một cái vấn đề rất là quan trọng. Đó là bạn này là người Việt, đúng, ông xã là người Mỹ. Như vậy thì em bé sẽ được tiếp xúc với lại hai ngôn ngữ khác nhau. Thì em bé tương tác với cái chuyện đó nó như thế nào? Dạ, thật sự là em cảm thấy rất là may mắn là chồng em rất là ủng hộ cho em phải dạy tiếng Việt cho bé. Nên là khi mà em ở nhà đó, với lại cộng thêm là cái cô mà giúp em là người Việt đó, nên là tiếng Việt của bé thành thạo 100%. Còn đối với vấn đề về tiếng Anh đó, thì bé cũng hiểu và nói tiếng Anh được 100% luôn. Và tương tác được với ba. Thì coi như là một điều rất là tuyệt vời. Em cảm thấy đó là cái sự thành công của em và chồng em có thể cho con nói được hai ngôn ngữ. Vậy là quá tốt. Về cái vấn đề là sức khỏe sau sinh của mình nó như thế nào nè, rồi hiện tại thì công việc của mình là như thế nào? Bạn còn làm neo không? Dạ không, hiện tại thì bây giờ em nghỉ làm neo rồi, tại vì cái công việc ở bên YouTube của em rất là bận rộn. Với lại hiện tại em không có ai
giữ bé nữa. Nên là em quyết định là nghỉ công việc làm nail để ở nhà chăm sóc bé một cách tốt hơn. Bạn có thể chia sẻ một chút về kênh YouTube của mình? Dạ, cái kênh YouTube của em thì làm về cuộc sống Mỹ, chia sẻ với mọi người tất cả về cái cuộc sống hàng ngày của em thôi. Đó rất là không có cái gì mà không có gì mà quá cao xa hết á. Em đi đâu, em làm cái gì, tối hôm nay em ăn cái gì, rồi con em hôm nay học được cái gì thì em chia sẻ lên cho tất cả mọi người cùng biết thôi. Lan rất là thích những cái kênh YouTube nói về cái cuộc sống của những người Việt Nam sinh sống tại một cái đất nước đó. Bởi vì qua những cái kênh như vậy thì chúng ta biết thêm được nhiều cái nguồn văn hóa từ nhiều nước khác nhau, biết một cách chân thực và bình dị. Dạ đúng rồi, rất là chúc mừng bạn và cũng mong rằng là cái kênh của bạn nó sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Dạ, để cho những cái người mà rất là thích tìm hiểu nhiều cái nguồn văn hóa như Lan á, họ sẽ được biết nhiều hơn. Dạ em cảm ơn chị. Nhưng mà cái chị quan tâm cái điều này đó là cái gọi là cái sự hao tổn về sức khỏe nó rất là lớn. Thì cái sự suy giảm đó ở em nó có nhiều không? Dạ sau khi mà sinh á thì em thấy là mình bị đau lưng nhiều hơn nè. Rồi cái trí nhớ của mình được bị giảm nhiều hơn. Và con người cảm thấy là mệt mỏi nhiều hơn lúc mà chưa có em bé. Nên mình bị xuống dốc về sức khỏe. Dạ. Mình có nhận được sự chia sẻ của ông xã về cái việc này không? Dạ có chị, ông xã. Thí dụ như khi mà em mệt mỏi thì ông xã cố gắng là lấy thuốc bổ cho em uống, rồi đấm lưng cho em, rồi mạch xa, rồi lại ân cần chia sẻ là hỏi em có cần uống nước không, hay là em có cần bất cứ cái thứ gì không, thì anh có thể đáp ứng tất cả mọi thứ cho em. Dạ. Sau khi coi xong chương trình này, một số chị đó chồng nhà người ta không có đâu các chị ơi, mỗi một ông chồng sẽ có một cách thể hiện khác nhau, một cái hay khác nhau. Cái sức khỏe của mình như vậy nó có ảnh hưởng đến cái việc sinh hoạt vợ chồng không? Dạ không chị. Vẫn đều đặn hả? Dạ. Bà già mà mất bà sáng rỡ vậy đó. Nó không có, tại vì khi mà mình có con rồi đó thì tất cả mọi thứ nó không có được như xưa. Là nhu cầu giảm. Dạ. Nhưng mà vợ chồng em cũng rất là tâm lý và cố gắng cân bằng cái điều đó. Có chia sẻ được không? Có chia sẻ được với nhau chuyện đó, chị nghĩ là được. Dạ được chị. Dạ. Dạ chồng em thì tất cả mọi thứ đều là tốt nhất cho sức khỏe của vợ. Nên là khi mà em mà tâm sự với ảnh tất cả những cái điều gì thì ảnh rất là hiểu và dạ tôn trọng cái ý kiến của em. Một ông chồng nãy giờ là đúng chuẩn chồng nhà người ta. Còn cái gì tôi không tin có cái gì mà không có ổn không? Nếu mà nói về tật xấu của chồng em á thì em thấy là ảnh rất là mê chơi game. Nó thấy chưa, kiểu gì cũng có một vài thứ em không có hài lòng hả quý vị. Rồi với lại anh rất là đam mê xe và đam mê tốc độ. Nên là nhiều lúc mà khi mà khoảng thời gian mà rảnh rỗi của anh sau thời gian mà làm việc một ngày mệt mỏi thì anh ngồi anh chơi game hoặc là anh lắp ráp gọi là mô hình. Dạ độ lên cái chiếc xe cưng của anh đó. Ngày nào anh cũng ra anh lao chùi chiếc xe lên. Rồi anh kêu chiếc xe là baby của anh, là em bé của anh. Giống như là giống như là bạn gái thứ hai, người vợ thứ hai của anh rồi vậy đó. Rồi làm cho em nhiều lúc em cảm thấy là ủa rồi tôi với con tôi đâu. Cọc không? Dạ cọc, với em rất là nóng tính. Nên là nhiều lúc em la lên, nhưng mà khi mà em la lên thì anh hiểu là anh dừng lại. Anh về lại và dành thời gian cho em và con. Có nghĩa là anh có điều chỉnh. Dạ có điều chỉnh. Bà hài lòng nhau là đúng rồi. Dạ. Chứ kiểu gì mà không có cái để nói. Dạ. Có nghĩa là cũng có những điều ở ảnh mà mình không có hài lòng. Dạ. Nhưng cái quan trọng ở đây là mình cũng có bộc lộ cái sự không hài lòng đó. Dạ có. Nhưng cũng ơn trời là anh chấp nhận và anh điều chỉnh để phù hợp với con người thật hơn là một cái thú vui. Dạ, đúng không? Dạ. Hiện tại thì hai vợ chồng đang ở đây. Anh về chung với em nhưng mà anh đi trước rồi. Đi về bên kia trước. Dạ, để làm việc. Công việc. Dạ, còn em thì em có thể ở lại đây lâu hơn một chút. Bây giờ này, nhân lúc mà ổng không có ở đây nè. Ê khoan, chương trình này cái số này mày nhắn gửi thì ổng có nghe được không? Được. Vậy bà nhắn bằng tiếng Anh hay tiếng Việt? Nhắn tiếng Anh rồi chứ chạy sức tiếng Việt cho mình nghe. Mình hãy gửi gắm nhắn nhủ những cái gì mà mình mong muốn ở ông xã mình mà trước giờ mình chưa có nói được, thì bây giờ thông qua chương trình bạn hãy gửi đến ông xã của mình để hai vợ chồng có thể hiểu nhau nhiều hơn. Hi baby, I feel so thankful for for everything you helped me with the baby, how to raise JD. We are so blessed to have you in our life. Thank you so much. Ngắn gọn vậy thôi. Nè, không có tự nhiên mà có chồng người ta. Có nghe người ta nhắn gửi cái gì với chồng người ta không? Hi baby. Ôi hi baby. Đó các chị gọi chồng của các chị là gì? Đó, hi baby. Nói chung là hôm nay rất là cảm ơn. Đúng rồi, rất là cảm ơn cái sự chia sẻ của bạn và cũng là một cái khách mời rất là đặc biệt. Và nhân cái số đặc biệt này thì chương trình cũng có một cái món quà đặc biệt. Đó là ngày hôm nay chúng ta sẽ đón chào sự xuất hiện của em bé cũng như là bà ngoại của em bé xuất hiện trong chương trình. Hi baby. Hi baby. Hi chị đi. Chào chắc cho ba bà. Xin chào
quý vị khán giả của chương trình Mẹ Bỉm Sữa. Xin chào hai MC. Dạ chào cô. Trao gửi gì đó với mẹ đi. Nó đổi ghế đây, một bà mẹ bỉm sữa cách đây mấy chục năm. Dạ, thì thông qua chương trình con cũng xin cảm ơn mẹ rất là nhiều đã giúp đỡ con, chăm sóc cho con của con, và bên cạnh con trong những lúc mà con cảm thấy là mình cô độc nhất. Dạ, con. Tôi rất là thích những cái khoảnh khắc như thế này, bởi vì đúng là tình mẫu tử nó rất là thiêng liêng, và người ta bảo là nước mắt chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược. Cho dù là con của mình có lớn đến như thế nào thì cũng vẫn là một đứa trẻ. Cảm ơn ngoại rất nhiều, cảm ơn cái tình cảm của ngoại dành cho con gái của mình, và cảm ơn sự xuất hiện đặc biệt của ngoại ngày hôm nay. Phùng Văn Phú. Rồi, 1987 và Phú đang ở Đồng Tháp luôn hả? Đúng rồi. Rồi, mày đang làm công việc gì dưới Đồng Tháp Phú ha? Mình có cái cơ sở dạy tin. Mình đang dạy tin dưới sửa chữa máy tính ở thị trấn Tràm Chim. Mới về đây thôi, mới về đây 2-3 tháng rồi. Trước thì mình làm ở đâu? Trước thì mình ở đâu? Trước thì ở Cao Lãnh. Do ba mẹ già yếu bệnh cho nên mình về gần nhà, chạy ra chạy vô cho nó tiện. Cũng ở Đồng Tháp nhưng mà là ở thành phố Cao Lãnh, xong rồi giờ về dưới huyện thôi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của Phú là gì ha? Điểm mạnh của mình thì biết công nghệ, biết nấu ăn tại tự lập từ nhỏ mà. Rồi biết ca sơ sơ, ca không hay gì chứ. Còn điểm yếu thì do đam mê công nghệ, do thích nghiên cứu á, cho nên thường thức khuya. Mà thức khuya thì thường nó mọc râu nhiều. Rồi lâu lâu thì trên mặt thường bị ám đen, triệu chứng của bị tổn hại lục phủ của trẻ. Lâu lâu nó xuất hiện thì mặt mày thường thường bị đen. Lâu lâu nó bị đen, lâu đen thì mình phải dưỡng sức rồi. Cái đó là điểm yếu. Trời ơi, chịu khó quan tâm đến nhan sắc quá nghe. Cái đó là do mình để ý tình trạng thôi. Tại vì mọi người giờ mình bảo mình bị đen trên mặt gì đó. Cái đó đâu phải là gây gian nắng gì đâu. Đó là do mình thức khuya. Rồi về bản thân Phú thì ra những cái điểm mạnh thì sao? Điểm mạnh thì nãy nói rồi, đam mê công nghệ. Thôi ngoài đam mê công nghệ đi, cái đấy nó thuộc về công việc rồi, ngoài cái đó đi mình có cái điểm mạnh nào khác không? Có gì đâu khác đâu ta. Không có gì khác nữa. Biết ca, biết nấu ăn gì thôi. Ca không hay. Rồi, ca để một đoạn luôn dạ. Đi. Rồi, ca thử một đoạn này. Ví dụ như ơi anh xa em mấy mùa vườn rồi mà lòng ngỡ nhớ mình vừa xa cách ngày hôm qua. Lâu quá ca nó bị thiếu hài. Rồi về tình trường của Phú thì sao? Hả? Về tình trường. Tình trường thì giống như mình chia sẻ trên cái thông tin đó. Mình có 4 mối tình. Trong đó 2 mối tình đơn phương tôi học trò đó, cái đó không có thành đâu. Đúng không mà. Còn mối tình thứ nhất ở đại học á, thì do người ta chê mình đang học đại học nghèo không có tiền. Đó. Người ta cần tiền, đó. Người ta không gả. Rồi mối tình thứ hai á, thì do không hợp tuổi. Mình kể là những trường hợp mình quen từ 6 tháng là khoảng 6-7 tháng cho lên nha. Mấy cái 1-2 tháng mình không có kể. Mấy cái đó 1-2 tháng đâu có ra gọi là tình yêu gì đâu mà kể. Chỉ quen thôi. Rồi.
Rồi có vợ là do mai mối thôi. Mình tưởng là giống như là quen yêu đương của cuộc mai mối, người ta đâu có thương mình, nó chuyên không có hợp. Nên là người ta chịu. Có vợ rồi hả? Có, mình cứ gửi thông tin là mình từng đi, mình ly dị mà. Rồi ly dị bao lâu rồi? Một năm. Là nhân tiện là ly dị xong rồi ba mẹ ở quê cũng bệnh nữa cho nên là mới quyết định là về dưới quê dưới huyện ở cùng ba mẹ đúng không? À, đúng rồi, để chạy ra chạy vô. Mình có con chưa? Nó tiện. Đâu có con đâu. Biết rồi đó, người ta đâu có thương mình thì đâu có con đâu mà nói. Mà kết hôn được bao nhiêu lâu? 4-5 năm. 4-5 năm mà không có tí tình cảm nào với mình luôn á hả? Cái này không hiểu, cái này cho người ta chứ đâu biết vô mình đâu. Nhưng mình có tình cảm với người ta không? Mình có xây đắp cái tình cảm đó không? Có chứ, trời ơi, cho ăn cho học đàng hoàng. Đây, vì theo thông lệ á, người ta cưới về người ta đâu cho học đâu. Đó, người ta bắt ở nhà đồ này nọ đồ đó. Mình thì theo mình cho ăn cho học đồ, học cái toán đồ. Nhưng mà thấy cái giới hạn của mình á thì là cha mẹ. Nói mình sao cũng được, chữ trên đầu trên cổ gì đó cũng sao cũng được. Mà về xúc phạm với gia đình thì mình không chịu. Thôi, quê. Nói mình sao cũng được nhưng mà đụng đến cha mẹ mình là không có được đúng không? Thì giới hạn cao nhất của mình đó là vậy. Cho nên mình mong chương trình giới thiệu cho mình á, cô nào á thì cũng hiền hiền đó, đừng có áp đặt, đừng có gia trưởng với mình. Mình nói gia trưởng là mình thường thường là đàn ông đúng không? Thì đàn bà gia trưởng cũng ghê lắm. Ok, vậy là một năm nay rồi là về đấy mình bắt đầu sự nghiệp lại, thì bây giờ mong muốn tìm kiếm một người như thế nào? Về đây có 1-2 tháng nè, 2 tháng nè, bây giờ chưa có làm xong nữa nè. Có một mình làm à. Thì ý là ly hôn cũng 1 năm rồi đúng không? Đúng rồi, ly hôn hiện năm. Rồi bây giờ muốn tìm mẫu người như nào? Hả? Bây giờ bạn muốn tìm mẫu người như thế nào? Thì nhỏ hơn một bằng 5 tuổi, trừ mấy cái tuổi 89, 92 ra. Tại mình cũng không có quan tâm gì mấy cái tuổi này đâu, mà tại gia đình nó xung khắc kỵ này kỵ kia gì đó. Cho nên thôi phiền phức quá, đừng có giới thiệu mình mấy cái tuổi 89, 92. Ủa, là người tuổi đó thật của bạn là tuổi 86 hả? Tuổi thật là tuổi 86 hả? Đúng rồi, tuổi thật là 86, lại trước tuổi 87. Rồi, là kỵ tuổi 89, 92 đúng không? Đúng rồi. Bằng tuổi mình luôn được không? Bằng tuổi mình luôn được không? Không, trời ơi, bây giờ mà cưới giống như hai ông bà già sao được, làm sao có tình cảm, cái đó hại con ta nữa. Hại con người ta, giờ mình cũng có tuổi, mình cũng đổ vỡ rồi, người ta cũng có tuổi như mình, người ta đổ vỡ nhưng rồi. Nhưng mà bằng về tuổi là hại con người ta, về không có cảm xúc quá trời. Mà không muốn người bằng tuổi đúng không? Đúng rồi, trời ơi, phải nhỏ nhỏ, nhất mình thấy nhỏ mình còn thương được. Cái này bằng tuổi rồi, lỡ ví dụ như có con mà 36, 37 tuổi rồi có con rồi sao có con. Con gái mà 36, 37, 37 tuổi á, là hình như là gần hết kinh rồi đó. Rồi muốn có con rồi làm sao có con. Mà trong khi gia đình chỉ có một mình thôi. Gia đình có một mình thôi hả? Không có anh chị em gì hả? Không, hai anh mất lúc năm 2007 rồi. Nó cho nên mới kêu là có nhu cầu tìm bạn nhỏ nhỏ tuổi chân mình một tí đó. Chứ làm gì rõ ràng hại người ta đó. Mà nhiều người người ta thích vậy đó ông ơi, nhiều người người ta thích bằng tuổi vậy đó.
mình thủ là hại người ta đó, trời mình ơi. Mình lo, mình hại thôi chứ người ta có nhu cầu, người ta tìm như vậy chứ đâu mấy. Chẳng qua là mình có thích hay không thôi. Ví dụ như quan điểm của bạn là bạn không thích người bằng tuổi thì ok. Chứ còn bạn đừng nghĩ là mình hại người ta hay là bằng tuổi người ta mà hại người ta. Tại vì có những cô gái cô thích người nhỏ, cô còn thích người đàn ông nhỏ tuổi hơn cô ấy nữa kìa. Chứ tại vì người ta còn yêu cầu á lớn tuổi hơn anh luôn, nhưng mà người ta còn yêu cầu là những cái cô mà tham gia chương trình mà ghép cho ảnh thì phải là lớn tuổi hơn ảnh hoặc là chỉ nhỏ hơn ảnh 1-2 tuổi thôi, bởi vì họ nhỏ quá thì không ấy nữa kìa đó. Ở đây có nhiều đối tượng như vậy lắm anh, chứ không phải hại ai đâu anh ha. Biết rồi, nhưng mà đó là trong giới nghệ sĩ. Ý mình chia sẻ cái... Đâu trong giới nghệ sĩ đâu anh. Người tham gia như anh gì đó, người ta cũng casting á. Em vừa casting xong ấy anh à. Dạ. Không, bây giờ như thế này nè. Đây là cái mong muốn của bạn. Ok, bạn chỉ mong những người nhỏ tuổi hơn bạn thì ok. Nhưng mà ở đây là bạn đừng nói là nếu như kiếm một người bằng tuổi cho bạn là hại con gái nhà người ta. Cái điều đó là mình phải clear rõ ràng là con gái người ta không có quan trọng cái vấn đề đó. Khi mà người ta đồng ý quen một người bằng tuổi họ ở góc độ là 38-40 tuổi, người ta đồng ý quen thì chương trình mới ghép, chứ không phải là người ta không đồng ý. Người ta kêu là tôi muốn tìm một người phải lớn hơn tôi 5-7 tuổi mà chương trình lại đi ghép với người bằng tuổi thì bọn tôi mới không ghép. Mình hãy nghĩ rằng là cái mong muốn, cái nhu cầu của bản thân mình á là mình muốn những cô gái nhỏ tuổi hơn. Thì mình nói cái mong muốn, cái nhu cầu bản thân của mình ra. Đó, nhưng mà okay, nếu mà nói tầm tuổi á, mình về mà không có cảm xúc. Nó chuyện sao lâu dài nó khác, chứ không phải là mới gặp nhau mà có cảm xúc mà bằng tuổi okay. Là được. Bạn không muốn người bà bằng tuổi bạn, từ nhỏ tuổi hơn đúng không? Nhỏ hơn bao nhiêu tuổi thì được? Thì khoảng nhỏ hơn 5 tuổi đó. Mình chỉ yêu cầu là trừ cái 8-9-2 ra thôi. Rồi, ly hôn nuôi con được không? Người ta đã ly hôn rồi, đang có con được không? Có con nhỏ thì được, cái đó mình nói chung là mình ép, mình chấp nhận. Tại vì mình không có kinh nghiệm, không biết cưới về. Nói chung là không có kinh nghiệm giữa trang mấy cái chuyện này, cha con hay trang á. Nó thiếu hiểu biết cái vụ đó. Đó. Con nhỏ thì mình ok, mình có thể là chấp nhận nhỏ được. Nhỏ tuổi hơn bạn thì đương nhiên là con người ta còn nhỏ rồi, chứ không lẽ nhỏ tuổi hơn bạn. Bây giờ con người ta 10-15 tuổi. Bây giờ bạn chỉ ok là có con hay không thôi, con giới hạn bao nhiêu tuổi của mình, con người ta bao nhiêu tuổi thì bạn có thể chấp nhận được. 3-4 tuổi chứ. Rồi ok, ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì tại vì mình làm việc mà nên phải dục bình thường, gọn gàng, đừng có mập có nâu, mắt hình ảnh là được. Rồi, quê quán thì sao? Công việc của bạn gái thì sao? Công việc của bạn gái thì do bạn gái quyết định, vẫn làm gì cũng được. Bây giờ mình không có can dự vô đó cái chuyện đó nữa. Nó rất mệt mỏi mấy cái chuyện đó rồi. Đó, vẫn làm gì cũng được. Mấy lần sau á, nào nó gần nhà để phụ gánh vác mình một tí, phụ gia đình lớn một tí. Đó. Chứ bây giờ mình cho ăn học thì cũng vậy đó. Rồi, ok. Cảm ơn Phú nha. Hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì chương trình sẽ tìm cái người phù hợp với bạn. Thì nếu có lịch ghi hình cũng như là có người phù hợp thì bên chương trình sẽ làm nội dung với bạn kỹ hơn ha. Ok, rồi cảm ơn bạn nhiều. Dạ, buổi phỏng vấn của mình kết thúc rồi. Anh có thể bấm nút đỏ thoát cuộc gọi giùm em được rồi ạ. Dạ. Em Việt Anh đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Rồi, hôm nay thì chỉ có biên tập của chương trình thôi. Nên là mình cứ chủ động, mình thoải mái chia sẻ ha. Cái này là đang trên biển hay sao đây ạ? Đó. Đang trên biển hả? Vâng. Rồi, Việt Anh giới thiệu về bản thân mình, họ tên, tuổi, được công việc, quê quán nha. Chị nói lại được. Rồi em giới thiệu về bản thân mình, họ tên, tuổi, công việc, quê quán và rồi điểm mạnh điểm yếu của bản thân mình. Em tên Trần Việt Anh, em 92.
quê Hải Dương, nghề nghiệp thì làm vận tải trên biển đấy. Là ở ngoài Bắc luôn em? Vâng, ở ngoài Bắc. Là em đang ở tỉnh nào? Em ở tỉnh Hải Dương. Không, quê thì ở tỉnh Hải Dương rồi, nhưng mà đang đi biển là đang ở đâu đây? Em chạy từ Bắc vào Nam. À, là chạy từ Bắc vào Nam hả? Vâng. Và đi cho các cái hãng logistics đấy đúng không? Chở hàng hả? Em đi chở hàng hả? Vâng, chở hàng. Và bây giờ đang ở tỉnh nào đây? Em đang ở ngoài Quảng Ninh. Đang ở Quảng Ninh, rồi. Vâng. Em làm công việc này lâu chưa Việt Anh? Làm cũng vài năm rồi. Thì trước em làm công việc gì? Trước em làm lái tàu hỏa. Trước là lái tàu hỏa? Vâng. Cũng Bắc Nam luôn? Vâng. Trước là trên đường sắt là giờ xuống đường biển? Đó. Trước là lái tiếp từ trên đường sắt, bây giờ là xuống đường biển. Vâng. Rồi, điểm mạnh yếu của em là gì Việt Anh? Điểm mạnh thì em không rõ lắm, không chắc lắm, nhưng mà điểm yếu là ít nói. Mặt em đâu có ít nói đâu ta. Chưa đám đông thì hay bị ngại. Hát hò thì được không? Hát thì gọi là biết hát thôi chứ không hay. Mỗi lần em vào Nam là cảng, là em thường cập cảng là cảng nào? Đó. Em vào Sài Gòn em thường cập cảng nào? Em cập cảng Trà Vinh. Đúng tận Trà Vinh hả? Vâng. Mỗi lần đi như vậy thì thời gian bao xa, bao lâu? Nếu như chạy cả vào không chạy ra mất khoảng nửa tháng. Vậy rồi giờ lấy vợ rồi sao? Đó. Giờ lấy vợ rồi sao? Thì cho điều kiện công việc thì cũng phải cố gắng thu xếp thời gian nữa. Rồi, tình trường của em thì đã có mối tình nào chưa Việt Anh? Đã một đời vợ rồi. Một đời vợ rồi, kết hôn được bao nhiêu lâu rồi, tại sao chia tay? Được 1 năm thì ngay đi. Có con chưa? Chưa. Rồi, lý do chia tay kể chị nghe xem nào. Nói chung là nhiều lý do lắm. Thì bây giờ phải cụ thể lý do ra để né cái bạn tiếp theo không có bị lặp lại những cái lý do đó nữa này. Nói chung là do công việc nhiều xa nhưng tôi không chấp nhận. Không chấp nhận. Vâng. Đấy đấy thì nhiều đúng không? Nãy như câu chị hỏi đó, mỗi lần đi nửa tiếng vậy rồi lấy vợ rồi sao đó. Bây giờ như em trước thì đi làm xa suốt ít về, như đợt này thì cứ tháng về vậy, tháng nào cũng về được vài ngày. Tháng về được một ngày hả? Vài ngày ạ. Vài ngày hả? Trời ơi. Vâng. Vài ngày thôi. Thôi, bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào nè? Nói chung là mẫu người thì ngoại hình thì gọi là dễ nhìn một chút là được rồi. Tính cách thì gọi là biết vun vén với gia đình, mới lại chấp nhận được công việc của em đi từ đằng xa. Dễ nhìn là dễ nhìn sao, như thế nào? Bây giờ bảo mà kiếm một người cảm bình thường này được. Cái việc đi làm xa của em là hơi khó đấy nha. Nhưng mà em có tính là sau này công việc của em sẽ đổi hay là sao không? Nói chung là em có kế hoạch thay đổi công việc không? Nói chung là xin hy vọng về cố gắng thu xếp hơn, về nhiều hơn nữa. Phần rồi, công việc, thay đổi công việc thì em chưa tính đến. Ok, rồi về quê quán các bạn gái, công việc của bạn gái thì em có yêu cầu gì đặc biệt không? Dạ. Về yêu cầu về công việc của bạn gái, em có yêu cầu không?
Nhưng mà công việc bạn gái thì em không yêu cầu gì cả. Ừ. Rồi, ok. Vâng. Rồi, bây giờ là đang cập cảng Quảng Ninh rồi. Vậy là nếu mà phi hành ở Sài Gòn thì khi nào mà vào thì tiện chuyến thì mới tham gia được đúng không? Vâng. Tức là mình lượn lựa thì lúc tàu ra ngoài này hoặc là vào trong kia, như mình lượn lựa mình lúc tàu trả hàng thì mình có thể thu xếp đi lại được. Ừ. Rồi, ok. Cảm ơn em nhiều ha, nghe chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì nếu có gì thì chương trình sẽ liên hệ với em nha. Dạ vâng. Dạ, buổi phỏng vấn của mình kết thúc rồi nên là anh có thể bấm nút đỏ thoát cuộc gọi được rồi ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, em cảm ơn anh ạ.